Một thượng nghị sĩ Úc gốc Việt kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook và Google từ chối tuân thủ luật an ninh mạng mới được Quốc hội của Việt Nam thông qua tháng trước. Thượng nghị sĩ Tùng Ngô nhận định với VOA rằng bộ luật an ninh mạng sẽ được sử dụng để che đậy các vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chính phủ tại Việt Nam. Mỹ, Canada và các tổ chức nhân quyền quốc tế quan ngại rằng luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 sẽ giúp Hà Nội bóp nghẹt tự do ngôn luận, trấn áp tiếng nói bất đồng. Một điều khoản trong dự luật yêu cầu cơ quan đại diện lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Trước Nghị viện tiểu bang Nam Úc hôm 6 tháng 7, Thượng nghị sĩ Tùng Ngô nói, luật an ninh mạng cho phép chính quyền Cộng sản quyền lựa chọn và định đoạt những biểu lộ tư tưởng nào qua kiểm duyệt bị cho là bất hợp pháp và giúp chính phủ dễ dàng nhận dạng và truy tố người dân với các hoạt động trực tuyến ôn hòa của họ. Trong phát biểu tới Chủ tịch Nghị viện Nam Úc, ông Tùng kêu gọi các công ty như Facebook, Google dùng sức mạnh của họ để chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách bất tuân luật an ninh mạng. Thượng nghị sĩ Tùng Ngô nói, ông muốn mọi người ý thức về tác động của luật an ninh mạng lên người Việt trong và ngoài nước, những người đang vận động để làm cho Việt Nam tốt hơn. Một mục sư Tin Lành ở Quảng Ngãi bị tuyên án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ngày 12 tháng 7. Theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân, ông Đinh Diêm là mục sư tự phong của Hội thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, một hội thánh không được công nhận tại Việt Nam, đã tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Ông Đinh Diêm, theo cáo trạng, với cương vị chủ tịch lâm thời Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam, đã vận động một số chức sắc tôn giáo tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhằm phát triển lực lượng và tiến hành hoạt động lật đổ chế độ. Vẫn theo cáo trạng, Linh mục Đinh Hữu Thoại, một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, ngày 13 tháng 7 chia sẻ trên Facebook rằng mục sư Đinh Diêm nhiều năm qua thường bị sách nhiễu, ngăn cản không cho đi lại truyền đạo. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn cho biết, ông Đinh Diêm từng bị chính quyền địa phương áp lực không cho gia nhập Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức bị Hà Nội coi là phản động. Một thành viên của Hội thánh Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ là mục sư Nguyễn Công Chính, vừa thoát khỏi nhà tù Việt Nam sang Mỹ tị nạn hồi tháng 7 năm ngoái. Các công tố viên tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 7 tuyên bố nếu công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải tại phiên tòa ngày 20 tháng 7 sắp tới thì sẽ được giảm án. Thanh niên Mỹ gốc Việt 32 tuổi bị chính quyền Việt Nam giam giữ từ tháng trước do tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu. Will bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng và bị truy tố theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự 2015, có mức hình phạt từ 2 năm tới 7 năm tù. Truyền thông nhà nước dẫn lời Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Will Nguyễn sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải. Theo cáo trạng, Will thường theo dõi tin tức Việt Nam trên mạng xã hội nên quyết định về tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng ngày 10 tháng 6 tại công viên Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn. Trang Think Progress hôm 12 tháng 7 dẫn lời Victoria Nguyễn, em gái của Will, cho biết cô từng kỳ vọng Will sẽ được phóng thích khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Hà Nội vào tuần trước, nhưng cô buồn vì việc lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ không có kết quả như mong đợi. Hai người đàn ông Việt Nam sẽ ra tòa ở Anh vì bị cáo buộc tội buôn người, theo The Scotsman. Hai người đàn ông tuổi 45 và 20 bị bắt trong một cuộc trấn áp trong nhiều tháng của cảnh sát Anh để giải cứu những nạn nhân buôn người trong một tiệm làm móng tay ở Moray, một quận của Scotland. Họ bị tình nghi đã cưỡng ép người làm việc tại một tiệm móng tay ở Elgin, thủ phủ Moray, và sẽ bị đưa ra tòa án Elgin Sheriff, nhưng ngày giờ xét xử chưa được công bố. Số liệu của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam cho biết người Việt đứng thứ hai trong danh sách bị mua bán nhiều nhất ở Anh. Trung Quốc cho biết thặng dư thương mại của họ với Mỹ trong tháng 6 đã tăng hơn 4 tỷ đô la so với tháng trước. Trong nửa đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 133,8 tỷ đô la. Phát ngôn viên Hoàng Tụng Bình của Tổng cục Hải quan Trung Quốc nói, tranh chấp thương mại hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ có tác động nhất định đến giao thương hai nước và tác động cực kỳ bất lợi cho thương mại toàn cầu, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Hôm 6 tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ áp thêm các mức thuế quan 25% lên 34 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc vì Mỹ than phiền Bắc Kinh, đánh cắp hoặc gây áp lực buộc các công ty chuyển giao công nghệ. Giới hữu trách Trung Quốc cho biết 19 người chết và 12 người bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam.
Vụ nổ tối ngày 12 tháng 7 tại công ty công nghệ Nghi Tân Hằng Đạt gây hỏa hoạn, phá hủy cơ sở này. Nhà máy Hằng Đạt nằm ở thành phố Nghi Tân, sản xuất hóa chất cho các ngành thực phẩm và dược phẩm. Nguyên nhân nổ chưa được xác định. Tai nạn công nghiệp chết người mới nhất này xảy ra khi Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường an toàn công nghiệp sau một loạt các sự cố tương tự tại các mỏ than và các nhà máy hóa chất. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ báo chí sau cuộc họp ở Chequers. Dù nhấn mạnh về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo dường như vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề di trú. Sau cuộc họp gần 2 giờ đồng hồ, ông Trump và bà May xuất hiện trước báo giới thảo luận một loạt các vấn đề từ thượng đỉnh NATO mới đây cho tới thượng đỉnh tuần tới giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng tuyên bố rằng cuộc phỏng vấn về ông đăng trên tờ The Sun của Anh là tin vịt. Trong bài phỏng vấn đăng ngày 12 tháng 7, ông Trump được dẫn lời chỉ trích bà May về cách thức xử lý Brexit, tức việc Anh tách khỏi EU, trong khi ca ngợi cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson rằng ông Johnson là một ứng cử viên tốt có thể thay thế bà May làm thủ tướng. Ngoài ra, bài phỏng vấn cũng trích lời ông Trump quy trách nạn tội phạm ở London là do di dân. Nhiều đường phố ở London hôm 13 tháng 7 đông nghẹt người biểu tình chống Tổng thống Trump và chính sách của ông. Trong chuyến thăm Anh lần này, ông Trump và đệ nhất phu nhân còn diện kiến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại lâu đài Windsor. Thì gió mạnh lắm, giọt mưa ở trên nó đổ ào mưa xuống, nước nó giọt nó ngập vô trong nhà tùm lum hết, chỉ sợ là sập nhà thôi. Đó là những gì ông John Bành, một người Mỹ gốc Việt sinh sống tại Houston, Hoa Kỳ, nhớ lại về cái ngày cơn bão lịch sử Harvey đổ bộ xuống nơi ông sinh sống. Chú đâu có đi đâu, chú nằm ở trong nhà, chú chịu trận thôi. Bây giờ chết thì chết chứ bây giờ đi đâu bây giờ. Cũng may phước là cái nhà nó không sập nữa, thành thử mình thoát chết thôi. Đó. Giữa tháng 8 năm 2017, cơn bão Harvey với sức gió lên tới 200 km/h, cộng thêm mưa lớn khiến hàng chục người chết, hơn 30.000 người mất nhà cửa, thiệt hại kinh tế lên tới 125 tỷ đô la. Nhà ông John Bành cũng chịu thiệt hại nặng do mưa bão. Thì nó hoàn toàn không ở được nữa. Nó bị móc với nó nước nó ở dưới nền nhà nó lấp thử. Độc quá, nhiều người khuyên anh phải đi ra khỏi cái nhà đi chứ anh ở trong này là anh hít cái hơi đó anh bệnh anh chết á. Bị dột từ ở trên dột xuống nữa. Phima nói là cái này là không có dính dáng gì tới Phima hết. Anh thử Phima không có bồi thường gì. FEMA là tên viết tắt của Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Liên bang, chuyên trách việc điều hợp công tác ứng phó với thiên tai xảy ra tại Hoa Kỳ. Trong cơn bão Harvey, chỉ những ngôi nhà bị nước ngập mới nhận được hỗ trợ của FEMA. Còn trường hợp ông Bành chỉ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường, nhưng số tiền phía bảo hiểm chi trả không đủ để ông sửa lại căn nhà. Vậy nên suốt gần một năm qua, ông Bành, năm nay 72 tuổi, có nhà cũng như không. Đâu, lúc đầu mới bắt đầu sao vừa bảo vừa xong đó là cho chú ngủ trong cái xe của chú không à ngủ co ro như là đâu có gì thẳng chân thẳng tay vậy đó, thành thử thẳng sáng mệt mỏi lắm chịu không nổi, thành thử tôi phải đi ra ngoài tôi ở mà insurance nó không có cover cho cái phần mà mình đi thuê phòng mà mình ở đó, mình phải tự bỏ tiền ra mình không có ai giúp đỡ tôi hết. Mỗi tháng, ông John Bành sống nhờ 730 đô từ tiền hưu và tiền trợ cấp của chính phủ. Trong số đó, 511 đô 25 sen được dành để trả góp tiền nhà. Vậy nên khoản tiền thuê phòng bên ngoài trở nên quá sức đối với ông. Thì mỗi một tháng là tôi phải trả 300 đồng. Cứ chi vậy hoài là tiền đâu mà ăn. Anh thấy thôi, quay về ở đại ở trong gara cũng không có tốt gì hơn trong này nhiều. Nhưng mà nó đỡ hơn. Đặng nó che mũi với lại che rùi á. Một tổ chức có tên BPSOS đang giúp ông Bành tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Nhưng cho tới thời điểm đó, ông không có lựa chọn nào khác ngoài qua đêm tại gara dưới cái nóng mùa hè thiêu đốt của một bang miền Nam Hoa Kỳ. Buồn chứ, rất là buồn. Nhiều khi chú ban đêm chú không không được. Chú nghĩ tới rồi sao cuộc đời của mình sao. Trường hợp của ông Bành không phải cá biệt. Nhiều người nghèo tại Houston vẫn phải đang vật lộn với hậu quả của cơn bão Harvey mà không nhận được sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Tới thời điểm hiện tại,
theo điều tra của tờ Politico, có tới khoảng 741.000 đơn xin hỗ trợ sau bão bị FEMA từ chối. Các địa danh nổi tiếng của Moscow như Quảng Trường Đỏ và Điện Kremlin, các mái vòm của nhà thờ Thánh Basil hiện tràn ngập những người hâm mộ World Cup tranh thủ ghé tham quan giữa các trận đấu. Nhưng ở phía thượng lưu, các du khách thích mạo hiểm sẽ tìm thấy một tòa nhà mà lịch sử của nó cho thấy những ngày đen tối nhất của Liên Xô. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Đó là một tòa nhà của bí mật và bóng tối, sự hoang tưởng và sự trừng phạt đầy bạo lực. Tòa nhà trên bờ sông có tên gọi là The House on the Embankment là hiện thân lịch sử của cuộc cách mạng và chế độ độc tài. Nó nằm ngay phía thượng nguồn từ Điện Kremlin và được hoàn thành vào năm 1931, là nơi cư trú của các thành phần lãnh đạo ưu tú của Liên Xô. Bên trong một trong 500 căn hộ của tòa nhà này, bà Olga Trifonova là giám đốc điều hành bảo tàng House of the Embankment. Những người sống ở đây là những người được gọi là Bolshevik cũ, tức là những người cách mạng, và họ là những người gần gũi với nhau về tinh thần và lý tưởng, cũng như cả số phận của họ. Họ hưởng thụ lối sống xa hoa với các nhà hát và căng tin trong nhà, thư viện và sảnh thể thao. Nhưng sự phô trương ấy bắt đầu cho thấy sự tương phản với những lý tưởng của cuộc cách mạng Cộng sản. Vào giữa những năm 1930, nhà lãnh đạo Joseph Stalin bắt đầu cuộc thanh trừng vĩ đại để loại bỏ những ai bị coi là kẻ thù của tầng lớp lao động. 1 triệu người bị cầm tù và 700.000 người bị xử tử. Các cư dân của tòa nhà này, từng một thời là những nhân vật ưu tú của cuộc cách mạng, trở thành đối tượng bị thanh trừng đầu tiên. Các vụ bắt giữ và mất tích đã tạo ra sự hoang tưởng hủy diệt. Cư dân trong tòa nhà này thôi thăm viếng lẫn nhau, người ta không còn tin nhau nữa. 800 cư dân của tòa nhà đã bị bắt, gần một nửa đã bị xử tử. Người chồng quá cố của Olga Trifonova, Yuri, lớn lên ở đây. Cha ông bị bắt trong cuộc thanh trừng và biệt tích, còn mẹ ông bị đưa đến một nhà tù Gulag. Năm 1976, Yuri Trifonov đã viết một cuốn sách bán rất chạy về ký ức gia đình mình, và tựa sách cũng là tên của tòa nhà này. Đó là câu chuyện về bản chất của sự sợ hãi, làm thế nào nỗi sợ hãi làm xáo trộn một con người trong suốt cuộc đời của anh ấy. Những ký ức về nỗi sợ đó dường như đang mờ đi. Một cuộc thăm dò dư luận năm ngoái đã tôn vinh Stalin là nhân vật lịch sử nổi bật nhất của nước Nga. The House on the Embankment có vẻ không dẫn đầu danh sách các địa điểm tham quan không thể bỏ qua của các du khách tới với World Cup năm nay. Nhưng nó vẫn sừng sững trên bờ sông Moscow như một tượng đài cho sự tàn bạo của Stalin và vẫn chứa đựng một số bất động sản đắt giá nhất ở Moscow. Nhưng kiếm được người mua không hề dễ dàng. Nhiều người mua cảm thấy sợ hãi bởi quá khứ ảm đạm của ngôi nhà này. Nhiều người chắc chắn biết rõ lịch sử của nó, ngay cả những người thuộc thế hệ trẻ. Một thế hệ đang tạo dựng hình ảnh lịch sử của riêng họ về Stalin và những di sản của chủ nghĩa Cộng sản. Vết dạ dày là căn bệnh về đường tiêu hóa phổ biến và nguy hiểm, không thể lơ là bởi có thể dẫn tới các vấn đề rất nghiêm trọng cho sức khỏe. Nguyên nhân nào gây ra loét dạ dày và các triệu chứng nhận dạng bệnh ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Trà My xin hỏi thăm bác sĩ về cái dạ dày trước, tức là trong cơ quan, trong các bộ phận cơ thể của con người, cái dạ dày nó có vai trò như thế nào, chức năng ra làm sao? Và trước khi mình nói về cái nguyên nhân gây loét, thưa bác sĩ. Dạ dày là một cái bộ phận mà rất là quan trọng vì tất cả những cái đồ ăn chúng ta đưa vào đó. Thì ta sẽ vào bao tử trước, tức là qua miệng, qua thực quản, rồi xong tới bao tử. Thì bao tử nó chỉ là một cái túi chứa thôi, và công việc của nó làm suốt cuộc đời của mình là nó nhận bao tử, có nhiệm vụ nó nghiền cái bao tử, nghiền những thực phẩm, tiết ra những cái chất axit và đặc biệt cái chất pepsin để mà tiêu những chất thịt, và sau đó nó mới chuyển xuống cái ruột non, cái phần đầu tiên để nhận thêm cái chất mật và một phần của những cái chất trong cái lá mía để tiêu những chất đường. Mật sẽ giúp cho cái tiêu hóa những cái chất mỡ. Thành ra cái bao tử là cái bộ phận đầu tiên để mà giúp cho cái những thực phẩm của chúng ta nó mềm đi và nó bắt đầu nó nhồi. Thì cái đó là cái nhiệm vụ mà sinh lý bình thường. Nhớ là cái bao tử nó sẽ tiết ra một chất axit và nồng độ nó rất là cao để nó tiêu những cái chất mà nó khó tiêu đó.
và đồng thời nó có chất pepsin để mà phân hủy những cái chất thịt mà chúng ta ăn. Dạ vâng. Như vậy viêm loét bao tử là bệnh như thế nào thưa bác sĩ? Viêm loét bao tử thì đó là một cái danh từ mà nói chung có hai chữ trong đó. Viêm tức là sưng, tức là chỉ nói là inflammation thôi. Loét tức là ulcer, tức là nó lở loét ở trong, tức là cái giai đoạn kế tiếp của cái viêm. Thì trong cái bệnh bao tử chúng ta sẽ có nhiều cái bệnh khác nhau, từ cái bệnh khó tiêu bình thường cho tới cái bệnh tăng cái axit trong bao tử, rồi mới tới là khi tăng axit thì nó gây ra tình trạng viêm gọi là gastritis, sau đó viêm lâu ngày thì nó qua loét, và từ loét đó thì nó mới có những cái biến chứng khác giống như là ung thư là sau đó. Và ngoài ra có những cái bệnh về bao tử gọi là bệnh chứng axit trào ngược dạ dày, tức là khi cái van của cái chỗ thực quản nó hở thì đồ ăn chúng ta đi nó sẽ đưa trở ngược lên. Đó, đó là những cái bệnh chính thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung cái phần là loét. Loét bao tử là bao tử bị loét. Loét. Dạ, như vậy thì thấy cái chữ loét đó nó có thể là nó gợi cho mình một cái sự liên tưởng tới vi khuẩn, virus chẳng hạn. Thì loét bao tử. Loét bao tử thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. À, đầu tiên nó cái hiện tượng của nó là tại vì mình ăn uống nó không có điều độ lắm, hay là có nhiều người sử dụng nhiều cái chất độc cho cái bao tử. Thí dụ mình uống nhiều rượu quá, hay là mình ăn nó không có điều đặn, hay là sử dụng những cái loại chất lạ quá, hoặc là tới một cái giai đoạn nữa đó là thực sự mình ăn mà nó quá no, cái bao tử nó phải làm việc quá nhiều, tại vì suốt cuộc đời nó phải làm việc và cái khả năng của nó không có đủ để mà tiêu những cái thực phẩm mà mình ăn. À, hoặc là có những người thì trong thực tế thì họ vừa ăn vừa uống rượu cả suốt buổi vậy thì nó không có thích hợp, tại vì cái bao tử nó cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Khi mà nó nhận đủ thức ăn rồi thì nó phải tiêu cái thực phẩm đó, thường thường trung bình từ 4 tiếng đồng hồ mới xong, sau đó phải cho nó nghỉ 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình ăn tiếp tục. Thì nếu mà điều hòa như vậy thì ít khi nào bị cái trở ngại của cái bao tử lắm. Những cái loại thí dụ độc cho cái bao tử, thí dụ như là rượu, cái xoài, cái cà phê thì không có bằng chứng chính xác là mình uống nhiều cà phê thì nó gây ra. Cái số 3 là di trùng là chắc chắn. Tại vì cái di trùng trước đây người ta vẫn nghĩ là không có gì liên hệ tới di trùng hết, tại vì cái chất axit nó quá mạnh để mà diệt tất cả những di trùng. Nhưng mà sau này người ta khám phá ra có những con di trùng nó thể chống lại luôn cả cái chất axit trong bao tử nữa, và nó nằm trong đó. Và cái số 4 đó là cái gì? Người ta nói nhiều nhất về cái yếu tố của cái stress, tức là những người lo âu nhiều, phiền muộn nhiều. Mà tại sao nó bị? Tại vì những người lo âu nhiều quá đó thì cái não nó tác động xuống bao tử và nó làm cho tăng cái chất axit trong bao tử lên. Rồi những người đó họ hay đói, họ nói cồn cào trong bụng, họ than đau bụng, họ buồn chán không ngủ được. Nhưng mà càng buồn chán thì nó lại tăng thêm, và họ phải tiếp tục họ ăn vô để mà nó bù lại chất axit. Nhưng mà nó không có thỏa mãn được, tại vì cái chất axit nó tiếp tục nó tăng lên. Vâng, như vậy thì cái chất axit trong bao tử khi mà nó quá nhiều, cái mức độ trung bình nó lên hơn cái mức độ trung bình đó thì nó sẽ gây ra loét bao tử. Bác sĩ cũng quên nhắn một điều hết sức là quan trọng trong cái gì phương diện y học đó, là những cái thuốc chúng ta uống lúc nào nó cũng có tác động mà bất lợi cho cái bao tử hết, đặc biệt là những cái thuốc mà chống đau nhức. Thuốc đau nhức là một cái loại thuốc mà rất phổ biến khắp nơi trên thế giới. Và người ta càng ngày càng lớn tuổi thì càng sử dụng những cái nhiều cái loại thuốc chống đau nhức đó. Thí dụ ở Việt Nam chúng ta có những cái loại như Tylenol, Paracetamol, hay là Naproxen, Aleve, hay là cái gì đó. Advil cũng là cái nhóm đó. Thì những cái nhóm đó đặc biệt uống phải bụng no. Và một khi uống mà thấy khó chịu còn phải ngưng liền. Là nó có thể đã ảnh hưởng trên cái bao tử rồi. Bao tử chủ yếu cái phần sự của nó là để nghiền thức ăn. Thì dĩ nhiên là mình nói cái nguyên nhân là mình phải nói tới cái nguyên nhân về thức ăn. Dạ, đưa quá nhiều những cái thức ăn mà bác sĩ hồi nãy có nói là độc hại cho bao tử đó thì cũng khiến gây loét bao tử. Thì nói tới chữ loét thì người ta nghĩ rằng chắc những thức ăn mà nóng quá, cay quá hoặc chua quá. Có đúng không bác sĩ? Một phần đúng là thì vì cái bao tử của chúng ta nó chỉ thích hợp được ở một cái nồng độ nào đó của những cái chất quá cay. Vâng. Ví dụ có nhiều người họ ăn rất là thích ăn cay, hoặc là cái họ uống những cái nước chua trong lúc bụng đói thì nó sẽ làm kích thích thực sự những cái chất đó, nó kích thích cái bao tử tiết ra nhiều chất axit hơn vậy thôi, và chất kích thích đó nó tiếp tục nó làm cho chất axit tăng nhiều lên đến một mức độ là nó không có còn kiểm soát được nữa. Hoặc là những người uống cà phê nhiều lắm nó cũng bị, rượu cũng là một tác nhân để mà nó có hai tác động trực tiếp là nó làm ảnh hưởng tiên cái tế bào của cái bao tử. Vì số 2 nó là một chất kích thích nữa.
Thì ra cái rượu là cái chất mà thực sự nó ảnh hưởng cái bao tử nhiều hơn. Bên cạnh đó có gan và lá mía đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái những yếu tố đó. Thì cái đó là những cái mà thực dụng thực phẩm. Còn bên ngoài thì nhớ là những cái thực phẩm mà nó có thể ảnh hưởng tới cái bao tử, thực sự nó không phải ảnh hưởng nhiều giống như mình muốn. Thí dụ như là những cái thực phẩm mà liên hệ đến những cái đồ chiên nhiều quá thì nó sẽ ở trong bao tử lâu hơn. Thí dụ như cái thực phẩm mà chúng ta nướng thì nó có thể ít hơn. Nếu mà ăn nhiều dầu quá thì có thể ở trong 4-5 tiếng đồng hồ. Mà trong 4-5 tiếng giờ đồng hồ đó thì nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải tiết nhiều axit hơn. Thì một cái gián tiếp nó cũng ảnh hưởng cái bao tử. Thì cái thực phẩm thực sự nó là một cái yếu tố mà cũng một phần quyết định về bên cạnh cái con vi trùng. Chúng ta sẽ có dịp nói, nhưng mà thực phẩm, nhớ là thực phẩm từ cái thời xa xưa đó, và tổ của y học là Hippocrates đã nói rồi, thực phẩm là thuốc mà thuốc là thực phẩm. Thế ra vấn đề thực phẩm nó trở nên quan trọng là tại vì mình ăn cái gì đó là mình biết nó sẽ biến dạng ra một thứ gì đó. Và chính cái cách ăn uống của mình là một cách để mà giúp cho mình khỏe mạnh nữa. Dạ vâng. Thì đó là cái yếu tố mà mình sẽ bàn. Nhắc tới cái chuyện mà bao tử tiết nhiều axit á, thì nó dễ gây loét bao tử. Thì có những cái món ăn mà nó cũng có chứa rất là nhiều nồng độ axit rất là cao. Thì nó có ảnh hưởng đến bao tử không? Chẳng hạn như là đồ chua. Người Việt mình cái gì cũng ngâm chua, ngâm giấm. Dạ thưa bác sĩ. Thì trong cái đồ này ngâm giấm nó có hai yếu tố. Cái chất chua của cái giấm nó sẽ làm tăng cái nồng độ axit lên. Và nếu mà lỡ người đó đã có dư một phần nào cái chất axit trong bao tử rồi thì nó chỉ làm tình trạng nó nặng thêm hay không. Cái xoài chúng ta sẽ bàn là trong giấm thực sự nó không có phải hoàn toàn là vô hại. Tại vì đôi khi nó có vi khuẩn trong đó, và một trong những con nổi tiếng là con S. pylori. Tức là vi khuẩn H. pylori mà gây loét bao tử có trong giấm. Có trong giấm, trong những đồ ăn chua chúng mình ăn đó. Như là những cái tỏi ngâm chua hay là kiệu chua, hay là những cái đồ ngâm chua, cải chua. Tại vì nó mình tạo ra một môi trường rất là thích hợp. Tại sao cái đồ ăn đó nó biến thành chua? Tại nó phải nhờ những con vi khuẩn ở trong cái nước nó biến cái chất đường thành men chua. Mà đồng thời những con vi khuẩn đó nó vi khuẩn tốt để mà biến đồ ăn ra cái đồ ăn chua, nhưng mà cũng có những con xấu nó chen vào đó. Như vậy như thí dụ như một người mà đã dư quá dư lượng axit trong bao tử đó thì không nên ăn chua, là cái đó là chắc chắn là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà những cái người bình thường, sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu về dư axit trong bao tử thì có nên ăn những cái món đồ chua đó hàng ngày thường xuyên không? Phần lớn những người mà không có bệnh đó thì họ có thể ăn bất cứ cái gì. Nhưng mà nếu họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn nó bất lợi cho bao tử một thời gian dài thì họ cũng bị thôi. Thí dụ một người thực sự là khỏe mạnh lắm, họ nói là tôi ăn bất cứ gì, nhưng mà họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn chua, là uống đồ chua trong lúc khi bụng đói đó, nó sẽ một ngày nào đó họ sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó tiếp tục, nó kích thích cái đó. Và đặc biệt chị cũng nhắc lại là có một cái mà nó không phải là thực phẩm nhưng mà là thuốc lá. Thuốc lá nó có đặc biệt là nó lại kích thích cái não. Và khi thích cái não thì nó lại kích thích luôn cái bao tử để mà làm tăng cái chất axit. Thành ra cái thuốc lá cũng là một yếu tố có thể đưa đến cái loét bao tử. Làm sao để mình biết là mình mang bệnh hay không? Có cái cách nào tầm soát? Khi mà muốn tìm đó thì vấn đề tầm soát thì cũng tương đối dễ. Nhưng mà cái người bệnh đó họ phải để ý trước, tức là để ý những cái triệu chứng, làm thế nào mình nghĩ tới nó là bao tử. Thì nhớ là cái bao tử nó nằm ở vị trí ở cái chấn thủy, tức là ngay giữa bụng đó, mà phía trên. Đa số những cái trường hợp bị đau bao tử nó bắt nguồn từ đó. Dù là hình thái nào, đau nhẹ, đau nhiều, đau trước khi ăn hay đau sau khi ăn. Tại sao đau trước khi ăn, đau sau khi ăn? Đau trước khi ăn phần lớn là do dư cái chất axit nó làm cào bao tử. Còn đau sau khi ăn, đa số là đã bị loét rồi. Thì ra mình ăn vào thì nó thấy khó chịu hơn. Nhưng mà có nhiều người ăn xong thì cái axit họ tiếp tục nó dâng lên. Thì những cái triệu chứng đó cho biết là mình có cái gì đó nó liên hệ tới bao tử. Còn đau trong lúc ăn thì sao ạ? Thường đau trong lúc ăn thì thường cũng có trường hợp nặng lắm rồi. Tức là họ không ăn được nữa. Thì khi đó người bệnh họ từ chối ăn. Tại vì họ ăn vô họ khó chịu. Họ không ăn, họ rất là ốm. Đó là triệu chứng nó quá nặng rồi. Còn cái triệu chứng đầu tiên mà khởi phát thì thường họ không ăn vô họ thấy nó chậm tiêu. Hay là ăn vô họ thấy họ hay bị ợ chua, hay là khi mà ăn gì nhiều thì họ có thấy khó chịu. Một trong những cái biểu hiện mà dễ cho người ta khó chịu nhất là bác sĩ nói là nó đau, nó tức. Thì đau tức ở phần giữa, dưới chấn thủy, giữa bụng, phải không ạ? Giữa bụng, tức là trên rốn. Trên rốn một chút xíu, cái đó là một cái nguy cơ. Nhưng mà nó đau như thế nào hả bác sĩ? Đau nó âm tỉ.
Nó có 3 loại thôi. Vâng. Rất là dễ dàng, tức là nó đau âm ỉ cả đêm. Tức là nó chỉ rang rang và người bệnh không thấy, không ngủ được. Cái trường hợp số 2 là đau rất là nhiều, tức là người bệnh thường thường phải chạy vô bệnh viện, tại vì nó rất là đau. Cái số 3 nữa là có khi đau, khi hết, khi đau, khi hết. Tại vì khi đau thì họ ăn cái gì vô thì nó cảm thấy nó bớt. Tại vì khi đau do cái axit, nhưng mà ăn vô thì cái axit nó bị trung hòa bớt đi. Dạ, thì nó đỡ. Có nhiều người, ví dụ như nửa đêm họ cảm thấy đau bụng, xuống uống ly sữa thì nó đỡ. Là tại vì sao? Tại cái chất axit nó lên, và uống sữa vô thì nó trung hòa trở lại, thì nó đỡ thì họ đi ngủ. Vâng, ngoài những cái biểu hiện đó thưa bác sĩ, mình quan tâm tới căn bệnh này, mình muốn tầm soát trước đó, thì có cái cách nào để mình kiểm tra, để coi cái bao tử mình có tốt hay không, có bị loét hay cái không? Điều quan trọng nhất là cái người thầy thuốc mình khám bệnh đầu tiên thì dựa trên những yếu tố đó để quyết định thử xem là người đó cho họ uống thuốc chữ trước, cho họ những phương cách để mà kiên cử về này, ăn uống cách nhân nào đó. Và sau đó thì vấn đề chẩn đoán rất đơn giản, chỉ là nội soi bao tử thôi. Cái kỹ thuật nội soi bây giờ nó quá đơn giản lắm. Tôi suy nghĩ là đôi khi ở Việt Nam người ta cũng không có cần cho thuốc ngủ nữa, không có cần đánh mê, chỉ cho nuốt cái thuốc tê. Còn nếu mà người bệnh mà sợ quá thì đôi khi phải dùng cái cho ngủ để cho họ nằm yên. Và nó chỉ có cái ống thọt vào trong để trong cái thực quản và có cái đèn rồi chụp hình trong đó. Và đồng thời họ lấy những cái chất trong đó để thử về cái vi trùng, S. pylori. Đó là nội soi hả bác sĩ? Nội tức soi. Là nếu mà người bệnh có những cái lo ngại thì người bác sĩ sẽ cho một cái tòa đi nội soi. Dạ. Phương pháp đó là phương pháp mới. Phương pháp cũ thì người ta cho đi chụp cái hình quang tuyến bằng cái chất cảm quang. Tức là cho uống một cái ly nước, nó có chất cản quang giống như sữa đó. Uống tới đâu thì người ta chụp hình tới đó. Và trên cái màn ảnh nó sẽ hiện ra chỗ nào nghi ngờ là loét hay là bú hay là ung thư gì đó.